Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Thì cái khu vực trong kia là san hô mới về. Đó, còn ở dưới đây là những cái san hô nào nó chuẩn bị sẵn sàng để cho nó ra rồi. Đây đây chết. Ok. Thì mình phải ngắm top view rồi nè. Nước nó hết rinh ha. Dạ. Mỗi cái giai đoạn con san hô về nó sẽ yêu cầu một cái môi trường nước khác nhau. Thảm hoa vậy các bạn. Dạ. Đó, những cánh đồng hoa, những cái thảm rất là đẹp luôn. Nhưng mà cái gu của mình là đã làm là phải cho đẹp, phải chỉnh chu. Xấu chứ không vậy? Ta hỏi quá trời luôn. Thì đó, dễ tiếp cận. Trong cái đó mình chụp mình canh ke đủ góc hết trơn, cái kiểu chỉnh ánh sáng đồ này nọ các kiểu luôn. Mà khách không ai hỏi hết trơn á. Chắc mắc lắm rồi, khỏi hỏi đi. Cái thời điểm mà nó bung ra mạnh nhất, dạ, đúng nó rồi. Đẹp nhất, mình, dễ chọn lựa nhất. Mình sẽ thấy được hết những cái nét đẹp của những cái con đó. Sẽ như thế nào khi mà một cái con nó thuần môi trường nuôi nhốt. Đó, khác biệt hoàn toàn không? Nó bung ra đúng không? Nó khác biệt hoàn toàn không? Từ màu sắc tới kích thước. Wow. Tới cái độ mà độ dài của những bolips. Đó. Quá khác biệt so với lại nãy chúng ta thấy trong hồ kia thì nó mới về ha. Xong 70% thôi. Mới xong 70%. Nhưng mà nói chung là cái chất lượng nước nó đã ổn định rồi đúng không? Con màu đỏ đỏ ngay trước mặt các bạn luôn á. Cái con đó là mới phát ra tại vì nó cái chân của nó chưa bám hết vào cái giá thể. Mà nó bọc hết nguyên cái phát đó rồi, hết cái giá thể đó rồi á. Mà từ cái chân đó nó đâm ra những cái nhánh giống vậy. Đâm ra những cái nhánh giống vậy nè là okay. Cái giai đoạn chuyển giao đó. Nên là nó chưa có ăn uống gì hết, nó chỉ nằm nó gồng thôi. Dạ đúng rồi. À, có nghĩa chứ không phải là nó đang ăn. Kinh nghiệm có thể sai, nhưng hóa với lý không sai bao giờ. Thì phải cần những cây sai lai đánh chéo mà giống vậy thì nó mới vô được. Hai cây này nó sẽ đánh cái góc cho như là 45 độ xiên xiên. Bên này thì lúc trước là nó sẽ là ở hồ dưỡng, nhưng mà bây giờ thành hồ bệnh viện rồi. Hồ bệnh viện luôn hả? Dạ. Nó chấp nó lòi xương trắng ra đúng không? Dạ đúng đó rồi. Là những cái đang bị không khỏe đó, sức khỏe có vấn đề á. Hello, mình là Nam Ngô đây. Ok các bạn, tiếp tục sẽ là series coi như là tham quan vua cướp biển hả? Vua hải tặc. Vua hải tặc. Hải tặc với cướp biển nó cũng giống nhau ha. Ok, okay các bạn. Clip này chúng ta sẽ tìm hiểu chuyên sâu hơn về san hô. Thì cái khu vực trong kia là nãy em nói san hô mới về. Dạ đúng rồi. Đây là một cái giống như là san hô vừa khai thác về. Nó sẽ nằm ở nơi khác là ở trên lầu của em. Đó, còn ở dưới đây là những cái san hô nào nó chuẩn bị sẵn sàng để cho nó ra rồi. Thì nó mới nằm ở đây. Và sau một khoảng thời gian mà nó thuần nước rồi, nó mới bắt đầu đi ra đây. Nó là nó có từng cái không gian riêng cho từng rồi. Cái giai đoạn hết. Dạ, anh nóng rồi. Lòng quá, mình đi vô trong đi. Dạ, ok anh. Không mà anh vô. Đây, đây chơi. Ok. Đây, rất là đẹp luôn. Đây, để em tắt cái bơm cho xem cho dễ. Cái bơm mình, cái... mình phải ngắm top view rồi nè. Mình ngắm top view. Top view này sẽ đẹp hơn. Đó. Nước nó hết rinh ha. Dạ. Đó, đây là những cái con san hô mà nó đã về được môi trường nhân tạo tầm khoảng 2-3 tuần. 2-3 tuần rồi. Dạ, thì nó sẽ bắt đầu xuống đây. Còn những con san hô mà fresh hoàn toàn luôn, mới về cái chát luôn á, nó sẽ được đưa lên lầu. Tại vì cái mỗi cái chu trình, mỗi cái hồ á, mỗi cái giai đoạn con san hô về nó sẽ yêu cầu một cái môi trường nước khác nhau. Đó, là mình phải, bên em sẽ làm theo chu trình đó, gọi là mô phỏng lại cái nước ở ngoài biển trước. Rồi sau mới bắt đầu là chuyển vào cái môi trường nhân tạo một cách từ từ, theo từng hồ, từ giống như vậy. Đó. Mình làm vậy con san hô nó không bị stress. Dạ đúng rồi. Và thêm nữa là mình có thể làm, mình kiểm soát được mầm bệnh của tụi nó sẽ tốt hơn. Tại vì đó là sao? Có những loại hóa chất để xử lý những cái ký sinh trùng ở trên san hô, nhưng mà cái phần trứng của nó, nó sẽ lại khó xử lý. Trứng hả? Dạ, trứng của rồi. Cái con vi trùng sâu hại đồ này nọ, những cái trứng của con sâu hại đồ này nọ nó sẽ khó xử lý. Đó thì là nó sẽ, mình phải là chia nó ra giai đoạn. Ok, giai đoạn nào của con nào nó phát triển, rồi mình xử lý bằng thuốc nào đó, rồi sau một khoảng thời gian giống vậy đó, xem coi con có con nào mà nó ổn chưa. Con nào nó ổn rồi đó, nó không có sâu bệnh trên người nó nữa rồi đó, trong một khoảng thời gian mà sau cho cái chu trình mà để cho nó nở á, nó đã qua khoảng thời gian đó rồi mà chưa có nở á, thì bắt đầu mới xuống đây. Đó là bắt đầu xuống đây là nó khá an toàn để cho người chơi mua rồi. Đó thì bình thường nếu mà anh tới sớm hơn á, những con san hô này sẽ nở căng hơn rất là nhiều, mà do bây giờ là cũng tối rồi á, nên năm nay cuối ngày rồi ha. Dạ.
thường thường á là khách tới mua san hô em sẽ nói khách tới vào tầm khoảng 2-3 giờ trưa, lúc đó là cái điểm căng nhất của san hô, nở căng rất là đẹp. Đó. Rồi còn khu này á là cái khu mà trước mặt ở trên màn hình mọi người á là cái khu mà phục hồi lại những con san hô mà nó bị yếu trong trong hồ khách. Sau giống như là nhiều khi khách bị sự cố rồi này nọ thì em sẽ dành cho cái khu giống vậy. À khu khúc này đúng không? Là dạ. Để dưỡng lại những cái con san hô. Để dưỡng lại những cái con san hô mà đang bị gặp sự cố. À đó. Rồi đó là những cái con này nó nằm đây chia ra khu khu hàng hàng lớp lan giống vậy. Thường thường những bạn san hô mà của khách mà gặp sự cố thì những cái vấn đề đó thường thường là cái gì ta? À rút lại hoại tử mô. Rồi bị bleach hay còn gọi là bị mất màu. À mà mất màu ở đây á là cái tảo cộng sinh mà ở trên con san hô á nó chịu không được với cái môi trường đó và nó rời bỏ cơ thể con san hô đi. À cái tảo cộng sinh đó tên là Zooxanthella. Zooxanthella. Dạ đúng rồi. Đó. Đó là cái khu này á là ở bên đó là sọ, bên đó là san hô sọ. Đây là san hô sọ nè. Dạ. Màu rất là ok ha. Quá đẹp luôn. Nó như những cái thảm hoa vậy các bạn. Dạ. Đó, những cánh đồng hoa, những cái thảm rất là đẹp luôn. Đó. Còn bên này là nấm nè, bên này là mấy con nấm Mỹ nè. Đó. Nấm Mỹ, diêm nè. Đâu diêm là con nào đó anh? Diêm là con này nè. Nghe anh em nói diêm vàng bây giờ là hot dữ lắm, là diêm vàng là con nào ta? Đây diêm vàng đây. Này đây là những cái con diêm vàng. Nó vừa được khai thác hoang dã về. Đó, nhưng mà mọi người thấy ha, khi mà con khai thác hoang dã về nó sẽ nó không có được dài. Nó cái màu sắc nó cũng không có thực sự là nổi trội, không có nổi bật gì hết trơn á. Tại vì sao? Ở môi trường hoang dã nó san hô có thể sống nhưng mà phải đúng cái môi trường của mình thì con san hô nó mới ra được những cái nét đẹp tiềm tàng của nó. À là san hô ở trong hồ nhân tạo anh có thể đẹp hơn ngoài môi trường tự nhiên. Nếu được chăm sóc đúng cách. Đó. Và điển hình như là con diêm vàng đây, là con diêm vàng nó sống ở cái môi trường mà chắc là nó vừa trải qua một đợt bão hoặc là một đợt thay đổi khí hậu gì đó ở cái vùng biển của tụi nó, nên đâm ra là những cái màu sắc hoặc là cái trạng thái của nó hiện tại đang không có được good. Nó không có đúng chuẩn. Nhưng mà xíu nữa em sẽ show cho anh coi một cái con mà cũng được nằm ở trong cái môi trường tự nhiên lâu. Cái môi trường nhân tạo lâu, khoảng 7 năm á. Con mẹ của nó được khoảng 7 năm á. 7 năm là thuần dữ lắm rồi. Dạ đúng rồi, thì là cái màu sắc hoàn toàn khác. Giống như cái con màu vàng giống vậy đi ha. Đó, cái con màu vàng này nè. Thực tế là nó anh thấy bây giờ không, nó rất là ngắn. Polyp, những cái xúc tu của nó rất là ngắn. Nó không có màu vàng, không có được nổi trội. Nó không có được dài. Mà cái màu xanh này nó cũng không, nó rất là nhợt nhạt anh ha. Đúng rồi. Đó, nó không có được good đâu. Vì vậy là phải trải qua em lúc nào cũng ở đây, em không có làm kiểu bập chợp. Tại vì sao? Cái tỷ lệ hao hụt của nó rất là cao. Thà em bán cái phần hao hụt đó em chịu. Tại vì sao? Em ở đây em cũng có đầy đủ máy móc đồ này nọ nhân công, thì đâm ra là cái khả năng hao hụt của nó em control được và dễ quản lý hơn. Và cái tỷ lệ thành công của em cũng sẽ cao hơn. So với lại người chơi. Tại người chơi bây giờ nhiều khi người ta có kiến thức đi mà người ta không đủ đồ nghề, người ta không có đủ hóa chất hay là sản phẩm đồ này nọ, người ta cũng không có giải quyết được. Thì bởi vậy đó là sản phẩm ở đây của em giá nó sẽ cao hơn bên ngoài thị trường. Nhưng mà chất lượng nó sẽ đảm bảo hơn. Và có đó. cái chế độ chăm sóc hậu mãi tất cả mọi cái là được đảm bảo hết luôn. Dạ đúng rồi, thì là hậu mãi thì cái này á em chỉ cam kết với khách là đúng hàng, đúng màu và san hô có sức sống cao, khả năng thích nghi cao. Đó. Còn mà về hồ của khách mà khách trang bị một cái hồ không đầy đủ thì em không dám cam kết cái chuyện đó. Nhưng mà sao em cũng sẽ, khi mà những cái khách mà mua những cái con có giá trị á, em thường tìm hiểu là hồ của người ta như thế nào. Sẵn sàng chưa? Nếu sẵn sàng chưa. Mà thường thường giống vậy em coi hồ xong á là em mất tiêu, không bán được con nó luôn. Tại sao? À chê quá. Thấy nó không đảm bảo đúng không? Không có đảm bảo anh. Nó không có đảm bảo thì đâm ra là em không có dám bán xong rồi lỡ nhiều khi người, khách không hiểu rồi nghĩ là mình bán san hô yếu nữa. Đó, với lại là cũng tiếc tiền nữa. Với lại nó cũng là sinh vật mà. Rất là khó luôn các bạn. Dạ. Hai anh em ngồi trước khi quay clip này nè. Hai anh em ngồi ngoài kia kìa, uống cà phê chia sẻ, nó có những cái khó trong nghề mà không nói được. Ví dụ như cái gu của anh em mình đây làm á là phải chỉnh chu, hàng là phải chất lượng này nọ thứ.
kể cả cái cách chụp hình nữa ha. Dạ, chụp hình rồi. Sản phẩm nó không phải là chụp cho ảo lòi ra, chụp cho đúng sự thật, nhưng mà sử dụng những cái công cụ hỗ trợ tốt nhất để cho nó đánh bật được cái nét đẹp của cái con san hô nhất. Thì Tài có chia sẻ đó, đôi khi mình chụp đẹp quá, khách nhìn vô thích quá, nhưng mà sẽ có tạo cái ấn tượng con này chắc là mắc lắm, không mua nổi đâu, cho nên là người ta không tìm tới mình đó. Thì cũng là một cái gì đó nó hơi thiệt thòi đó. Nhưng mà cái gu của mình là đã làm là phải cho đẹp, phải chỉnh chu đó. Chứ còn hời hợt thì mình không làm đó. Nhưng mà mình cũng sẽ bị mất một cái lượng khách mà người ta có cái sự e dè Nhưng mà đôi khi cái sự e dè đó cũng mình cũng không biết sao đó, cũng không biết cải thiện sao đó. Vậy mà mỗi lần mấy bạn phụ em ở đây nè, mấy bạn mà chụp hình chụp hình bằng điện thoại thôi, chụp hình điện thoại bình thường á, xấu chứ không vậy, người ta hỏi quá trời luôn thì đó, dễ tiếp cận máu. Tức chào máu luôn. Trong khi đó mình chụp mình canh ke đủ góc hết trơn, cái kiểu chỉnh ánh sáng đồ này nọ các kiểu luôn mà khách không ai hỏi hết trơn á. Trong khi đó cái ông mà chụp nè, đưa vô em nói anh luôn là chưa kịp lấy nét luôn là chụp rồi á, đưa vô vừa để kịch rồi gửi qua cho khách, còn mấy đăng bài lên giống vậy người ta hỏi quá trời luôn. Đó là sao nữa, đó là cái khó không biết đường đâu mà lường luôn. Giờ em chụp mờ á thì nó kêu nhìn không rõ sản phẩm, không rõ sản phẩm, mà tới lúc mà nhận hàng đồ này nọ cái kiểu không giống màu chụp đó, rồi tới lúc mà em chụp đàng hoàng á, ngang ngắn á thì lại kêu này chắc mắc lắm thôi khỏi hỏi đi. Đổ mấy lại nhiều đau lòng kêu, quá nhiều anh em kêu hát nãy chụp ảo quá nhìn không găng sang ô luôn. Và bây giờ tại vì thực tế luôn anh, nếu mà mình chơi chụp hình nó có những cái mà em nói anh luôn, mình đây mình nhìn em xấu giống vậy mà lên máy chụp hình chụp nó còn đẹp. Đúng không? Thì huống gì còn sang ô. Tại giống như cái lens của máy chụp hình nó sẽ ra được những cái góc nhìn mà chiều sâu đồ này nọ cái thứ rồi đánh bật lên những cái nét đẹp đó. Nó đánh bật lên được cái nét đẹp đó thì nó mới ấy. Đó, rồi để em giới thiệu tiếp ha. Cái khu này nè, đó là sẽ gồm những con san hô mới về là búa nè, diêm nè, nấm nè, bèo nè. Đó, những cái con này. Rồi ở chỗ này là dĩa bay Indo nè. Đó, rồi những cái con Blasto, những cái con này cũng khá là phổ thông ha. Đó, nhưng mà em bên này thì chuyên về những cái màu sắc nóng. Chuyên về màu nóng em thích, em không, em sợ bị người ta xa lánh bởi vì em không chơi xanh lá, không chơi xanh lá nhiều. Em thích là vàng đỏ cam đồ này nọ đó. Đó, ở khúc này là những con Icon mà Scully nè. Đó, Icon mà Scully. Đó. Rồi bên kia là sọ đỏ ha. Đó. Em hồi nãy em nói cái khu vực này là khách gửi san hô, thì cái này là mình làm dịch vụ hay là mình hỗ trợ? Dạ, nếu mà tùy nhanh. Thí dụ mà khách người ta đã lên một tới một cái mức độ khách hàng nhất định của bên em rồi đó, thì là em sẽ làm free. Đó, còn khi nào mà cái nào mà gấp quá vẫn có tính phí bình thường. Ok. Dạ. Nhưng mà thường thường là không có khó mà làm tính phí đâu, tại lúc nào cũng full option giống vậy đó. Lúc nào cũng full option, ưu tiên cho khách quen hết trơn rồi, đâm ra là cũng thiếu slot lắm, lâu lâu bữa nay được dư 2 slot chỗ này. Đó. Rồi ở ngoài này. Ok. Đây để em giới thiệu mọi người tiếp ha. Đó. Đó rồi sau một khoảng thời gian đó thì là cảm thấy nó ok, nó good rồi, nó bắt đầu là đi ra ngoài này. Đi ra ngoài này là những con san hô nó khả năng thích nghi nó sẽ cao hơn. Khả năng thích nghi nó sẽ cao hơn những con ở trong kia. Coi như là nó thuần nước nhà, thuần nhân tạo tốt hơn rồi. Thuần nhân tạo hơn. Những cái bụi đó đẹp quá. Mấy anh Nemo là chui vô chổng. Đúng rồi. Đó. Đấy, như cái con đó. Nhìn mấy cái lùm rồi nhìn nó cũng đã, nó lạ lướt. Nhìn nó sinh động. Nhìn nó sinh động rất là chiêu luôn. Chứ nó không có bị đơ. Đó. Bữa nay anh qua giờ, nãy giờ anh em mình nói chuyện hơi lâu, giờ đèn sắp xuống. Không sao. Dạ. Nó cũng mô phỏng, nó cũng phải đi nghỉ ngơi mới. Cho nên mọi người lỡ thấy mà nó hơi rút nhiều cũng đừng thông cảm với em nha. Giờ tới giờ tụi nó đi ngủ nó mới rút thôi. Đúng rồi, để nói cái ý này cho khán giả hiểu. Cái con san hô này các bạn, nó là một cái loài động vật ha, và nó cũng có sinh hoạt theo giờ. Đó thì cái ánh đèn này nó cũng mô phỏng là từ sáng tới chiều thì giờ này là chuẩn bị cái giờ nó đi ngủ rồi. Dạ đúng rồi. Ánh sáng đó đầu nó giảm rồi. Dạ. Thì những cái xúc tu rồi những cái này đầu nó rút vô người nó. Dạ, nó ôm vô lại chứ. Dạ. Nó không phải xong rồi ngày mai á đầu là khi mà lên đèn nó sẽ nở ra từ từ. Chính vì vậy mà nãy Tài nói á, khách hàng mà có muốn qua lựa san hô thì sẽ đến vào cái giờ mà tầm 2-3 giờ chiều, đúng không? Dạ đúng rồi. Là cái giờ đó là cái
cái thời điểm mà nó bung ra mạnh nhất, dạ, đúng nó rồi. Đẹp nhất, mình, dễ chọn lựa nhất. Mình sẽ thấy được hết những cái nét đẹp của những cái con đó. Ừ. Đó, giống như nè Đức qua đây nè, anh show cho em nè. Giống như hồi nãy em đã thấy cái con diêm vàng Indo khi mà nó mới về, đúng không? Ừ. Và sẽ như thế nào khi mà một cái con nó thuần môi trường nuôi nhốt. Đây. Ừ. Đó. Khác biệt hoàn toàn không? Ồ, xúc tu rồi tất cả nó bung ra đúng không? Nó khác biệt hoàn toàn không? Từ màu sắc tới kích thước. Wow. Tới cái độ mà độ dài của những polyps đó. Giờ là nó ngắn rồi đó nha. Ừ. Nếu mà tầm 2-3 giờ là cái cục này nó sẽ bự ra gấp đôi. Ôi rồi. Nó bự ra gấp đôi luôn. Chứ nó không có... Bây giờ là còn hơi nhỏ đó. Ừ. Quá khác biệt so với lại nãy chúng ta thấy trong hồ kia. Trong hồ kia thì nó mới về ha. Dạ. Em theo em dự đoán là có thể nó trải qua những cái đợt biển động hay gì đó đúng không? Dạ đúng rồi. À. Tại vì khi mà chỉ có chuyện mà biển động rồi thay đổi thời tiết, ừ, thì môi trường biển nó mới bị thay đổi thôi. Ừ. Còn không ấy là do xả thải rồi này nọ cái kiểu. Ừ. Xả thải hoặc là do cái chuyện mà cái người ngư dân á, cái người khai thác á, họ khai thác lên và họ bảo quản không đúng cách. À. Nên nó làm cho san hô bị tổn thương. Ừ. Đó. Cái này bảo quản đúng cách khi mà đánh bắt lên chắc cũng cho nó ngâm trong nước biển luôn. Dạ, thường thì những người ngư dân sẽ làm giống vậy. Ừ. Đó. Thường thì những người ngư dân sẽ họ sẽ làm giống vậy, nhưng mà cái mà nó dễ gây ảnh hưởng con san hô nhất á, là cái chuyện mà họ lấy nó ở họ bắt nó ở một cái vùng biển khác. Ừ. Và họ cho nó họ thay nước ở cái bồn của họ. Ừ. Bằng nước của một vùng biển khác. À. Là nó bị sốc nước. Sốc nước liền, rõ ràng hai cái môi trường nước khác nhau. Dạ, là lúc đó là nó đã bị sốc nước một lần. Ừ. Rồi sau cái khoảng thời gian đó xong là họ chữ nó đó khoảng một thời gian ngắn, cái bắt đầu họ xuất lên những cửa hàng bán lẻ. Ừ. Cửa hàng bán lẻ thì là nó lại bị thay đổi nước từ cái nước của trại của họ với lại cái nước của trại cửa hàng, nước của cửa hàng bán lẻ. Ừ. Thì lúc đó bị sốc nước lần thứ hai. Ừ. Và cái chuyện là nếu mà em đem san hô về mà em bán liền thì qua bên nhà anh đi, ví dụ anh mua của em đi, thì nó sẽ bị sốc nước lần thứ ba. Ồ. Và anh hiểu lý do tại sao mà em lại thay đổi môi trường nước từ từ chứ. Ừ. Đó. Phải chuyển nó lại môi trường, cho nó thay đổi môi trường cách từ từ lại. Ừ. Đó, thì mình mới khách hàng á, cái khả năng thích nghi của san hô của mình khi mà vô hồ khách hàng nó mới cao hơn. Đúng rồi. Nhanh hơn nữa đúng không? Dạ. Thì lúc đó lỡ mà khách hàng người ta có vô tình làm cái lỗi gì đó thì khả năng sống sót của con san hô nó cao hơn luôn. Ừ. Đó. Chứ so với mỗi con mà vừa rẹt cái là cái khả năng thích nghi nó không có. Đúng rồi. Đó. Sập liền. Dạ. Con nào yếu sập luôn. Mà cái này á thì là chỉ có người trong nghề mới biết, ít khi nào khách hàng họ, nói chung là cũng có khách hàng biết nhưng mà phần đa là họ chỉ quan tâm về giá thôi. Đúng rồi. Chứ họ với lại diện mạo đồ này nọ các kiểu thôi, chứ họ không có quan tâm về cái chuyện mà khả năng thích nghi của con san hô đâu. Ừ. Đó. Có nghĩa là nhiều khi họ chưa có hiểu tới điều. Dạ. Đó. Họ chưa thấy. Chưa thấy, chưa hình dung. Chưa thấy, họ chưa thấy được cách khai thác nó như thế nào. Ừ. Nên đâm ra là họ chưa hình dung ra được. Ừ. Chứ em nghĩ là nếu mà họ thấy cái cách như thế nào thì rất là nhiều người cũng sẽ biết được cái độ quan trọng của cái chuyện mà dưỡng san hô trước khi tới. Ừ. Đó, thay đổi san hô cách từ từ như vậy nó rất là tốt. Ừ. Đó. Mà để dưỡng được những con san hô giống vậy thì em phải cần nguyên cái vàng này nè. Ồ. Đây là những cái vàng gọi là phụ kiện và những cái thuốc men vi sinh rồi phục vụ cho san hô và cá. Dạ đúng rồi đó. À. Em mới cần nguyên cái vàng này nè. Đó thì em mới đủ múa được. Chứ mà không có vàng này khó múa lắm. Ừ. Thực tế luôn á, những cái sản phẩm này nó được công nhận rất là nhiều ở trên cộng đồng chơi thế giới rồi. Ừ. Nên đâm ra là em mới bán những cái sản phẩm này. Ừ. nó được một cái nữa là sao, khi mà em sử dụng những cái này á, ừ, em sẽ biết công dụng nó như thế nào. Ừ. những cái mà nó dễ bị ảnh hưởng xấu nếu mà mình sử dụng quá liều như thế nào, những cái caution của nó là như thế nào. Ừ. Thì khi em sử dụng em mới biết nó hiệu quả như thế nào rồi em mới dám bán. Ừ. Chứ còn cái chuyện mà khơi sản phẩm mới về em chưa sử dụng mà em bán cho khách hàng là thua. Mình phải làm chuột bạch trước đúng không? Đúng rồi. Xong rồi sau đó mới tư vấn cho khách hàng mới chính xác được. Rồi. Oh. Đó. Đó là lý do là như vậy. Đó là đây là những cái sản phẩm em đã sử dụng qua. Ừ. Đó. Với góc độ của em thôi nha, cái này là góc độ cá nhân thôi. Thì giữa con cái, con san hô á,
Thì theo em á, dạ, với em thì con nào nó khó nhằn hơn đối với em? À, nếu mà ở Việt Nam mình á thì là con cá khó nhằn hơn. Khó nhằn hơn. Tại vì á là cá ở Việt Nam mình á là đa phần sẽ bị đánh bắt bởi bằng một loại thuốc mê. Thôi, mà cái thuốc mê này nó sẽ ảnh hưởng đến cái hệ tiêu hóa con cá. À, đó, hệ tiêu hóa con cá nên đâm ra là con cá cái sức đề kháng nó rất là thấp. Mà nó không ăn uống được, nó không hồi phục được sức đề kháng của nó, đâm ra dễ bị tấn công bởi những cái bệnh giống như là ít mèo veo vẹt nè, fungus là nấm nha. Còn ít là một cái dạng khác nữa. Ít là dạng khác, veo vẹt là dạng khác nữa. Đó. Thì là thường thường là con cá sẽ bị chết do sức đề kháng giảm. Do cái chuyện mà không ăn uống được và cái nó bị stress về tinh thần. Đâm ra nó không muốn ăn uống, không muốn gì hết trơn. Khi người nó yếu, sức đề kháng giảm là bệnh tật sẽ tấn công thôi, vi khuẩn sẽ tấn công thôi. Còn cái chuyện mà san hô á, san hô nó chơi á, mình chơi bằng chỉ số. San hô chơi bằng chỉ số. Cái tại vì con san hô nó bị stress á là nó sẽ bị tấn công. Nó sẽ bị tấn công, một là bằng nó bị tấn công bằng bởi xúc tu của những con khác, hai là nó bị tấn công hóa học. Tụi nó sẽ tấn công hóa học nhau. Đó, có những cái con như chẳng hạn như san hô nấm đi, khi mà anh để một cái con nào đó mà gần nó sẽ tiết ra một cái chất. Bữa em mới làm clip về cái chất đó em quên mất tiêu tao về cái gì theo la gì đó quên mất tiêu rồi. Đó thì là cái chất đó nó sẽ làm ảnh hưởng tiêu cực đến hoại tử mô đến những con san hô gần bên. Không màu, không có màu nha, nó tiết ra không có màu. Đó, đâm ra là tới lúc đó là sao mình không có biết được lý do. Nhưng mà cứ cũng biết rồi, lúc nào mình cũng thủ sẵn thay hoạt tính trong hộ mình, đâm ra mình sẽ control được cái chuyện đó. Rồi san hô là mình control được chỉ số. Nên đâm ra là mình sẽ dễ chơi hơn nếu mà mình đầu tư bài bản và điều chỉnh được thông số nước cho đúng. Đó, còn con cá là bây giờ nó đã hư gan hư ruột của nó rồi, ở bên trong mình cũng không biết luôn. Mình cũng khó lòng mà mình giải quyết cho nó. Rồi thêm nữa là cái hồ của anh em thường thường chơi là hồ rất là nhỏ. Nhỏ hơn rất là nhiều so với nhu cầu của nó, nên đâm ra là nó bị stress về tinh thần nữa. Vì vậy là ở Việt Nam mình chơi cá sẽ khó hơn chơi san hô. Còn bên nước ngoài chơi san hô chơi cá dễ hơn chơi san hô. Lý do nước ngoài chơi san hô, chơi cá dễ san hô là sao ta? Tại vì bên nước ngoài người ta khai bắt đánh bắt cá là phải người ta phải có license, phải có giấy phép. Và phải có luôn cái tiêu chuẩn đánh bắt là như thế nào, quy trình đánh bắt ra sao một cách rõ ràng, được quy định một cách rõ ràng, chứ không phải là đụng đâu bạ đó, đụng đâu quơ đó. Hồi nãy em có nói cái ý, không biết có tiện chia sẻ không, là đánh bắt con cá Việt Nam mình bằng thuốc mê là nó theo hình kiểu nào, anh không hiểu ta? Là giống như là con cá bình thường phải không, nó sẽ bơi lội giống vậy. Đúng rồi. Rất là lẹ, mà đại dương rất là lớn, anh không có thể nào mà anh khó lòng mà anh bắt bằng lưới. Đúng rồi. Vẫn có người bắt được bằng lưới nhưng mà khó. Thì là thường á là người ta sẽ, mà khi bắt được bằng lưới rồi á thì là nhiều khi lưới nó cạ san hô đá biết rồi. Đúng rồi, nó sẽ bị ảnh hưởng tới ngoại hình. Thì đâm ra là khi mà cá bị ảnh hưởng tới ngoại hình á thì là không ai mơi. Không ai chơi nữa. Đó, rồi thêm nữa là sao, cái người dưỡng cá, cái người mà mua con cá lên, cái người mua thu mua của người ngư dân lên đó, thì họ lại cũng không muốn đầu tư vô cái chuyện mà dưỡng lại cho con cá đẹp để cho thuần nước, tại nó không có mang hiệu suất cao về kinh tế, nên là người ta không chọn vậy đó, nhưng mà người ta chọn là chuyện xuất liền. Xuất liền đi để cho nó đỡ chết. Đó, vậy thì khi người chơi đó, mua con cá đó về, họ sẽ tỷ lệ chết cá họ rất là cao mà không biết nguyên do. Đâm ra rất là nản. Thực sự rất là nản. Rất là nản luôn. Đó. Bởi vậy là chơi cá ở Việt Nam mình sẽ khó hơn là chơi cái. Còn khi mà đánh bắt bằng thuốc mê á là sao? Kêu con cá, họ sẽ đi vào buổi tối đi. Mà khi buổi tối á con cá nó những cái của nó phản ứng chậm. Nó phản ứng chậm lại thì đâm ra là nó bơi chậm trong hang, trong hốc đó. Thì là người ta xịt thuốc mê cho nó rồi đứng yên luôn. Nó gần như là không, người ta vẫn phải lặn xuống và người ta sẽ thuốc mê luôn. Dạ, sẽ thuốc mê vô mặt nó là gần như là đứng yên luôn đó. Lúc đó người ta mới bắt đó, nó sẽ là như vậy. Đó, anh hiểu rồi. Bởi vậy là chơi cá biển Việt Nam nói chung là nếu mà gọi là muốn kiếm cá và san hô thì nên kiếm những cái tiệm nào mà nó có cái phòng dưỡng, hệ thống dưỡng để sau khi mà dưỡng rồi mới ra thị trường lại được. Chứ còn mới đánh bắt về mua về là tai nạn rất là dễ xảy ra. Đúng rồi, nhưng mà tỷ lệ rất cao luôn. Dạ đúng rồi,
mà thường thường những cái chỗ dưỡng rồi á, nên nó sẽ giá nó sẽ cao hơn những cái nơi mà chưa chắc dưỡng. Chắn là chắc chắn là vậy. Đúng nhưng rồi. Mà bù lại thì cái tỷ lệ hao hụt nó sẽ ít đi. Đúng rồi. Còn các bạn nói chung á, cũng có một câu nói rất là đặc trưng luôn. Câu nói gọi là cái gì, kinh điển luôn, tiền nào của nấy các bạn, không bao giờ có chuyện mà tiền rẻ mà có đồ tốt được hết trơn á. Thì đúng tiền rồi. Nào của đó các bạn muốn đồ tốt thì các bạn bỏ thêm chi phí, đơn giản thế thôi. Dạ. Tại đó là công sức mà, công sức là cái sự rủi ro của cái người bán người ta phải chịu. Anh thấy tất nhiên là shop nào làm cũng có tâm, thì em cũng là một trong những shop có tâm. Thì có bao giờ mình thấy cái công sức của mình nó bị không có được trân trọng ta? Dạ, thực tế lúc đầu cũng có anh. Lúc đầu cũng có là lúc mà khi mà em làm giống vậy xong á, lúc em làm giống vậy nè thì em báo giá san hô cho khách. Báo giá san hô cho khách thì lúc nào cũng kêu khách đa phần sẽ nói: "Ôi, giá cao quá." Nhưng lúc đó người ta sẽ không hỏi là không, người ta sẽ nói là: "Ôi, mắc quá." Chứ người ta không nói là giá trị con này nó cao. Hai câu đó hoàn toàn khác nhau. Đúng rồi. Người ta không quan tâm. Ví dụ khách, nếu mà khách hỏi em á là: "Em ơi, tại sao giá trị con này nó cao như vậy?" Em sẽ rất vui lòng em trả lời. Đúng rồi. Nhưng mà vấn đề ở đây là cái chuyện mà mua thôi năm ra thì cái đó nó cũng không có quá ấy. Đó thì chỉ buồn là buồn giống vậy thôi. Đó. Thí dụ mà gặp được người nào mà hiểu được tại sao giá nó cao thì em cũng sẽ rất là được an ủi phần nào. Khi mà người ta hiểu được tại sao giá này nó cao, chứng tỏ là một cái hình thức người ta công nhận cái công sức của mình. Dạ đúng rồi. Còn đôi khi mình làm một đống thứ nhưng mà người ta không có coi trọng điều đó, đâm ra là nhiều khi cũng hụt hẫng lắm. Không phải người ta không coi trọng mà nhiều khi người ta chưa biết có nên coi trọng. Không biết là như vậy là nó đúng hay không hay sao. Dạ. Ok, cái này là cái gì em? Cái này là một loại thức ăn cho vi sinh anh. Nó là một vật liệu khử. Vật liệu khử nó O3PO4 mà theo phương pháp sinh học. Thằng này nó sẽ hoạt động theo cơ chế là mỗi cái viên này nè, nó sẽ tạo nên một cái môi trường, nó kích thích vi sinh sinh sống ở trên nó. Sinh sống ở trên nó luôn. Trên bề mặt của cái này. Trên bề mặt của cái này, và khi mà vi sinh nó sinh sống ở cái mức độ cao ở trên này nè, nó sẽ tạo ra một cái lớp màng màu nâu nâu. Mà nhiều người lầm tưởng nó là rêu, nhưng thực tế nó là một cái quần thể, tập hợp của một quần thể vi khuẩn, hay được gọi là hệ sinh khối á. Nó và cái hệ sinh khối này khi mà được thành lập á, nó sẽ giữ lại những cái chất độc hại. Giống như là NH3, NO2, NO3, PO4 giữ lại ở trên, trong dính ở trong cái quần thể này. Đó, và khi mà nó giữ lại được giống vậy á, thì là những cái này nó sẽ tạo ra những cái mảng sinh khối giống vậy. Và khi mà nó làm được giống vậy rồi á, thì cái bộ phận lọc thô, lọc tinh của mình, cái phần skimmer của mình á, sẽ dễ giữ lại nó hơn. Đó là nó biến những cái thứ thiệt là nhỏ trở thành là những thứ bự hơn để cho skimmer hoạt động tốt hơn và kích thích vi sinh phát triển. Đó, cái thằng này sẽ hoạt động theo cái phương pháp sinh học. Rất là nhiều thứ ha các bạn. Nội mình nói thiệt luôn là nội những cái sản phẩm mà phục vụ cho chăm sóc cái hồ thì cũng phải cần hiểu biết mới sử dụng được. Đúng rồi. Chứ không phải là cứ gọi đại đùa là sao. Mà thêm nữa là sao không phải muốn sử dụng cái này là sử dụng. Thì là thường thường những cái sản phẩm này được làm ra là theo phương hướng tổng hợp. Nhưng mà là em khuyên mọi người khi mà lựa chọn một liệu khử sinh học á, thì nên lựa chọn là những cái mà nó giống như cùng hãng với nhau. Chẳng hạn như là vi sinh nào. Vi sinh nào thì sử dụng đúng cái loại vật liệu khử của hãng đó. Tại vì sao? Tại mỗi chủng vi sinh nó sẽ có một loại thức ăn khác nhau. Đúng rồi. Đúng không? Thí dụ là mình người Việt Nam, mình ăn cơm Việt Nam mình sẽ vui nhất, happy nhất. Đúng thì rồi. Vi sinh nó cũng sẽ giống vậy, nó sẽ làm việc tốt nhất. Đồng bộ hơn. Còn muối nè. Muối, khoáng chất đa và những cái chất đa vi lượng á, thì cũng nên cùng một hãng. Tại vì sao? Những cái nào mà người ta không tổng hợp được trong muối, người ta sẽ tổng hợp nó bằng thành cái dạng khoáng chất. Những cái dạng mà những cái trace đồ này nọ. Đó, giống như có vài chất người ta vẫn ấy được, nhưng mà theo cái phương pháp chơi á, thì là nên bổ sung từ từ. Mà không phải thay nước, nên năm nay người ta sẽ làm ra được cái đó. Thì bởi vậy á, là người làm á, người ta sẽ biết là trong cái sản phẩm muối này nó đang thiếu cái chất gì, nồng độ bao nhiêu. Và nếu mà mình sử dụng cái sản phẩm trace này, nó sẽ bổ sung vô lại được đúng cái đó. Không có bị giống như là rau ông này cấm cầm bà kia, vô tình cái hãng này nó làm dư cái chất này, mà bây giờ mình xài một cái hãng khác nữa mà nó cũng làm dư cái chất đó luôn, thì năm nay nó không tốt. Đó, thì là mình nên sử dụng những cái thằng nào mà đồng bộ với nhau rồi. Muối, rồi vi lượng, đồ này nọ, chăm chất, chất chăm. Đó, còn
và liệu khử thì sẽ đi chung với lại vi sinh, rồi thức ăn vi sinh là sẽ đi chung. Là nên như vậy để nó được cái tối ưu cái hiệu quả của nó. Ở đây em là chủ trương xài nước tự nhiên hay là nước muối pha? Ở đây em là tự nhiên thì em nói lúc đầu em cũng xài tự nhiên. Tại vấn đề tự nhiên là sẽ rẻ. Nước biển tươi sẽ rẻ, nhưng mà khi mà sau khoảng thời gian em nuôi á thì là cái nước tự nhiên á, nó không đủ nồng độ khoáng chất. Mà em lại buôn bán theo cái kiểu mà dưỡng lâu thì san hô sẽ tồn tại trong hồ mình lâu. Mà thiếu hụt khoáng chất như vậy trong khoảng thời gian lâu á, san hô em sẽ càng đi xuống. Em không thể nào dưỡng được san hô bằng cái nước biển tươi được. Bắt buộc em phải ở đây gần như là khi nào gấp lắm hay là sao có chuyện gì đó xảy ra em mới xài nước biển tươi thôi. Còn hết 95%, 99% trường hợp ở đây em thay nước á là bằng nước muối pha hết. Nó cũng tiện nữa, khỏi cái công chứa tiết đồ này. Dạ đúng rồi, tại vì cái chuyện mà mua nước biển tươi về để xử lý là rất là khó. Khó. Và thêm nữa là mình cũng khó xác định được cái nguồn chất lượng tươi, nước biển tươi của mình nó đủ chất lượng hay không bằng một test nữa. Khó phần đó. Đây là những cái bộ dụng cụ để test ở nhà đây các bạn. Dạ đúng rồi, nữa đó. Này test KH nè. Này kali, Magne, BO4, NO2, NO3. Dạ đúng rồi. Này hồi xưa em đi học quá, em học giỏi không? Để coi sao ta. Em mà sống tới giờ thì vẫn chưa có tha hóa, nhưng mà hóa nó vẫn chưa tha em. Các bạn có những cái rất là ngộ à. Thật sự ngày xưa mình đi học sinh học đồ này nọ mình cũng không có thích lắm đâu. Học tới bài lai tạo đồ cũng buồn ngủ. Nhưng mà tự nhiên lớn á, đầu mình đam mê vô lai tạo ấy, tự mình mày mò thì nó lại nằm trong đầu mình. Đúng rồi. Như các bạn biết á, nếu mà anh em chơi cá biển á, mà ai mà có dị ứng với hóa học á, là nhiều khi đang nghe nói chuyện té xuồng con mép luôn á. Gì mà NO2, NO3, BO4, KH, Magne gì tè le học me hết trơn. Phản ứng khử rồi, vi sinh rồi tùm lum tà la. Nghe muốn nổ một đốm luôn, xuồng con mép luôn. Anh chơi cá biển mà không test. Chơi cá biển mà không test á, nó giống như chạy xe buổi tối mà không mở đèn. Tại nước lúc nào cũng trong hết trơn á. Mà mình đâu có biết được là ở trong nước mình đang bị thiếu một cái gì đâu. Đúng rồi. Phải test mới biết được. Chơi cá biển mà không test là giống như chạy xe mà không có đèn. Em ở đây em cũng test định kỳ. Dạ đúng rồi, 3 ngày em test lần. Những cái hồ nào giống như những cái hồ mà san hô ra vào liên tục á, 3 ngày em sẽ test lần. Còn những cái hồ nào mà san hô cố định rồi á, thì tầm khoảng 1 tuần em mới test lần. Thì thường là thí dụ như cái hồ này là một cái hồ mà đã được em build từ rất lâu rồi. Dạ, ổn định rồi chưa đâu anh? Chưa. Này em mới xong 70% thôi. Mới xong 70%. Nhưng mà nói chung là cái chất lượng nước nó đã ổn định rồi đúng không? Ổn định hay không á là cũng không có chắc được. Tại vì sao? Nó chỉ ổn định khi nào mình còn quan tâm tới nó. Thật sự là giống vậy. Chứ còn mà cái chuyện ổn định ở đây là chỉ đang ám chỉ về cái chuyện mà vi sinh nó đủ khả năng xử lý chất thải mà những con sinh vật ở trong này nó thải ra thôi. Còn cái chuyện mà về nồng độ khoáng chất á, thì không thể nào ổn định được. Nó chỉ ổn định theo cái mức gọi là ok, khi mà anh vô full san hô hết trơn rồi đúng không, và số lượng san hô của anh không thay đổi, thì là mỗi ngày nó sẽ hấp thụ bao nhiêu đó, và nó sẽ thí dụ mà nó có tăng nó cũng sẽ tăng đều, nó có giảm nó cũng sẽ giảm đều đó. Nó sẽ giống vậy, nó không bị là bữa tăng 0.5, bữa tăng 10 giống vậy. Tại vì khi mà lượng san hô không ổn định thì nhu cầu hấp thụ khác nhau. Đó, nó sẽ giống vậy. Ví dụ như ý anh muốn hỏi là giờ cái hồ này giả dụ như là mình sẽ không vào thêm san hô hoặc cá gì hết nữa. Thì cái yếu tố nào sẽ làm cho cái chất lượng nước nó bị thay đổi? Cái yếu tố nào làm chất lượng nước bị thay đổi đúng không? San hô lớn. San hô phát triển lớn lên. Dạ đúng rồi. Tức là nhu cầu nó cần nhiều hơn. Hiểu. Đó, khi mà san hô nó lớn nó sẽ yêu cầu hấp thụ nhiều hơn. Giống như là những cái tùy thời điểm nha, có những lúc á, ví dụ mình nói tới đây nhiều người sẽ hiểu lầm á là nó lớn theo từ từ thì nhu cầu sẽ tăng từ từ, không phải. Đó, nó sẽ có những cái trường hợp giống như đây, em có thể quay ra trong này nè. Đây là những con san hô mới phát. Nè nè, ngay chỗ ngón tay nè, đó cái con đó đó. Đó. Cái con màu đỏ đỏ ngay trước mặt mấy bạn luôn á, cái con đó là mới phát ra tại vì nó cái chân của nó chưa bám hết vào cái thể. Đó thì là cái nhu cầu của nó bây giờ nó cũng không có nhiều, tại vì nó vẫn đang tập làm quen chống chọi cái môi trường này trước cái đã. Nên đâm ra là nó chưa có quen, nó chưa có hấp thụ được. Nó không thể hấp thụ được. Nên đâm ra là mình cho vô nhưng mà nó không có tiêu thụ nhiều. Nhưng tới một lúc nào đó
nó bắt đầu nó bám chân, đầu nó để đây, cái con sau lưng á, còn quay bên này các bạn mới thấy nè, đó cái con màu xanh đó kế bên đó, đó là thấy cái phần chân nó bắt đầu bám ra miếng, đó lúc này nó bắt đầu nó hấp thụ mạnh, mà lúc này mới một phần đó nha, chưa mạnh lắm đâu, tới khi nào á mà nó bọc hết nguyên cái phát đó rồi, hết cái giá thể đó rồi á, mà từ cái chân đó nó đâm ra những cái nhánh giống vậy, đâm ra những cái nhánh giống vậy nè, là okay. Cái giai đoạn chuyển giao đó nó hút rất mạnh, và mình phải theo dõi thường xuyên, nếu không á là nồng độ khoáng chất của mình sẽ bị tụt mà mình không biết. Có nghĩa là cái con này mặc dù nó đang nằm ở trong này, nhưng mà nó do nó chưa có khỏe cho nên là nó chưa có ăn uống gì hết, nó chỉ nằm nó gồng thôi. Dạ đúng rồi. Có nghĩa chứ không phải là nó đang ăn rồi bấy mốt nó sẽ bị thiếu đúng không? Dạ đúng rồi. Giờ nó đang gồng. Mỗi một cái giai đoạn khác nhau, san hô sẽ hấp thụ một cái lượng khác nhau, giống như cơ thể con người mình vậy đó. Không phải lúc nào cũng giống nhau hết, bởi vậy phải test. Chắc chắn phải test. Phải test. Em chơi ở đây là sau khi mở tiệm ra rồi là em chơi theo, em không có chơi kiểu tâm linh được nữa mà em chỉ chơi kiểu số liệu thôi. Tại vì kinh nghiệm có thể sai nhưng hóa với lý không sai bao giờ. Toán lý hóa là không sai bao giờ. Không, nhưng mà cái hay là nó có những cái chỉ số để cho anh em mình bám theo. Chứ còn nếu mà nói về kinh nghiệm thì chắc rất là vô chừng, rất là khó, mà kinh nghiệm thì nó dễ, cũng dễ tai nạn lắm. Đúng rồi anh. Khi mà nhiều khi là mà thường thường tai nạn nó sẽ xuất hiện với lại những anh em mà chơi lâu. Tại vì khi mà họ chơi lâu rồi họ sẽ ý y. Đúng, chính xác. Thì mà khi ý y là dễ lên đường lắm. Đúng rồi, ý y dễ ra đi lắm. Em cái san hô này là cái đầu của nó bị đen là nó có vấn đề sao, cái cây màu xanh này nè. Dạ đúng rồi. Đây không phải riêng cây đó không đâu. Không phải riêng cây đó không đâu, mà bên này cũng còn rất là nhiều cây ở đây nữa nè. Đó. Tại sao nó bị giống vậy? Những cái cây này á không phải nó được từ cái hồ này. Mà em còn một cái hồ chính của em nữa. Mà trong cái san hô, trong cái hồ chính của em á là cái lượng san hô mọc tùm. Mọc tùm. Và khi mà những cái đót dưới đây là những cái con bị thiếu ánh sáng. Đây giống như cái mặt bên này nè. Cái mặt bên này của con này nó bị thiếu ánh sáng nên đâm ra ở chỗ nó bị màu trắng. Anh đang tính hỏi á. Dạ, chỗ này nó bị màu trắng nhưng mà cái phần mà đủ ánh sáng ngoài kia thì nó lại màu xanh dương. Đó, thì là những cái con này là những cái con mà nó bị khuất sáng. Mà một khoảng thời gian quá lâu á nên đâm ra nó bị hoại tử. Nó bị hoại tử từ từ. Và bên em á thì là em mới bắt đầu cắt cái nó ra. Đem qua bên này để cho nó phục hồi. Nó phục hồi lại từng polyp một. Đó. Là từ từ nó sẽ phục hồi lên được. Dạ đúng rồi. Khi mình tạo cái môi trường nước nó tốt. Dạ đúng rồi. Còn cái mặt này ví dụ như cái hồ cá này người ta có thể chơi hai mặt không ta? Ví dụ như mặt này là mặt lưng đúng không? Dạ. Thì mình chấp nhận là cái chỗ đó nó sẽ bị khuất ánh sáng. Dạ đúng rồi. Mình chấp thường nhận. Thường thường là mặt lưng thì sẽ không thấy trường hợp giống vậy. Thường thường là người chơi ba view chơi hai mặt bên với lại một mặt trước á, thì sẽ không thấy trường hợp giống vậy. Mà khi mà chơi kiểu hồ Peninsula giống như em giống vậy nè, thì mới thấy được trường hợp giống vậy. Tại mình thấy được trước sau giống vậy. Thì lúc đó á, là để tránh được cái trường hợp giống vậy á, là mình phải tính toán được cái chuyện mà con san hô nó sẽ mọc theo hướng nào. Rồi lúc đó mình bắt đầu mình trang bị những cái đèn giống vậy. Gọi là side light nè. Đây, anh thấy chỗ này của em không? Em focus vào chỗ này nè, anh ta mới thấy được. Đó, cái chỗ này của em nè. Ở chỗ này của em nó còn hai cái rãnh nè, anh thấy không? Hai cái rãnh nè. Thì cái chỗ này là để gắn những cái đèn side light này. Là để đánh vô những cái góc đó. Gắn vô góc khuất hơn. Đánh vô góc khuất hơn. Tại vì thường thường là mình treo đèn đó là nó trực tiếp thẳng vô góc với hồ rồi. Thì phải cần những cây side light đánh chéo vào giống vậy thì nó mới vô được. Hai cây này nó sẽ đánh cái góc coi như là 45 độ xiên xíu xuống đèn. Dạ đúng rồi. Nó sẽ đánh theo chiều hướng giống vậy nè. Chung là có đầy đủ đồ chơi hết. Nó đánh theo hướng giống vậy. Thì mình cần phải một cây đánh theo hướng này, đánh theo hướng ngược lại. Thì mới phủ hết được cái này. Bên này cũng là cái hồ dưỡng luôn. Dạ đúng rồi. Bên này thì lúc trước là nó sẽ là hồ dưỡng, nhưng mà bây giờ thành hồ bệnh viện rồi. Hồ bệnh viện luôn hả? Dạ, thành hồ bệnh viện luôn. Tàn tật đồ này nào là em đem vô đây. Tại bên kia mọc tùm quá, phải cắt bớt đồ này nọ đem qua đây cho nó phục hồi bớt. Rồi nó bắt đầu bán ra luôn. Cũng là một hình thức nhân giống á. Rồi từ từ nó nở ra hả gì? Dạ đúng rồi.
Đây ở trong kia có những bạn nó giống như nó bị chóc á, nó chóc nó lòi xương trắng ra đúng không? Dạ đúng đó rồi. Đó là những cái đang bị không khỏe đó, sức khỏe có vấn đề á. Đó, những cái con đó là không khỏe đó. Và nó tối màu luôn đúng. Dạ đúng rồi, bởi vậy phải để riêng tụi nó ra để cho có chế độ phù hợp hơn với tụi nó. Em mà ví dụ như những cây san hô bệnh mà mình để chung với những cây san hô khỏe nó có bị lây bệnh không? Tùy. Tùy vào trường hợp là con nó đang bị gì. À. Thí dụ mà nó bị do sốc môi trường. Sốc môi trường là sốc khoáng chất á, thì nó sẽ không lây. Nhưng mà nếu những con bị mà theo cái tình trạng gọi là bị bệnh lây nhiễm là ký sinh trùng á. Ký sinh trùng hay virus á thì nó sẽ lây. Đó. Nó giống như mấy con đó là bị sự cố thiếu hụt khoáng chất nè, rồi thiếu ánh sáng nè, thì nó sẽ bị giống vậy. Còn những cái con mà nó bị sâu hại là giống như nãy có con kia nãy em mới nói anh với con diêm nó bị sâu thì phải cần cách ly nó ra, sau cách ly khỏi cái hồ chính của người ta ra rồi mới đem về xử lý ở hồ của em trên trển. Sau khoảng thời gian mới xuống tới hồ này rồi mới tới những cái hồ ngoài này rồi mới về nhà khách. Đó, nó giống vậy. Mà thường thường là tới ngoài đó là em bắt lại cho khách rồi, là lúc đó là sau khoảng thời gian tầm khoảng 1 tháng là san hô khỏe rồi em bắt lại cho khách rồi. Không cần thiết phải ra tới hồ này đó, từ kia là về nhà khách luôn. Dạ đó, nó có step by step vậy ạ. Ok, cái này nó cái san hô nó giống như bộ não con người vậy. Dạ đó là búa. Dạ. Hammer coral. Kế bên là con sọ. Cái mà giống cái bộ não thì tên là búa. Cái mà giống cái bình bông thì kêu là sọ. Bởi vậy không biết ai ông nào đặt tên mấy con này kỳ cục. Hình dung sao ra ra búa với ra sọ. Còn đây là đồ dùng của tiệm mình đây. Dạ đó, khu đồ em phá đó. Đồ phá. Sử dụng ngoài hồ, sử dụng trong hồ này là cái gì em? Dạ cái những cái thuốc đó là xử lý những cái mầm bệnh của cá trước khi về. Đó là cái này ví dụ sử dụng ngoài hồ này nè, là vừa về là xử lý cá trước khi mà nó vô hồ của em. À rồi sau khoảng thời gian á là cá vô hồ của em xong rồi mới tiếp tục sử dụng cái này đó. Tại vì có những cái loại thuốc á nó chỉ xử lý được trong hồ cá thôi, nó có tác dụng với con cá, tích cực với con cá nhưng mà nó có tác dụng tiêu cực với con san hô. Bởi vậy khi mà xử lý được những cái đó rất là hơi khoai. Bởi vậy là khuyên mọi người á, muốn chơi cá trong hồ san hô nên lựa chọn những con khỏe rồi, được dưỡng lâu rồi, ít mầm bệnh. Tại vì một khi mà nó vô trong hồ mình rồi á, vô hồ mình rồi mình rất là khó để bắt nó ra. Với lại là thêm nữa là sao những cái mầm bệnh trên người con cá nó sẽ phát triển ở trong cái hồ mình, nó bám vào đá, nó bám vào layout, nó bám vào cát. Và những cái con cá mới về không có mầm bệnh mà có sức khỏe kém á, nó cũng sẽ bị những cái mầm bệnh ở trong hồ mình tấn công đó. Đó. Bởi vậy là để chơi được cá mà tốt ở Việt Nam thì phải thiệt là kỹ. Vô trùng. Sai một ly là đi một dặm luôn á. Dạ. Vô trùng cái hồ của mình. Rồi vô trùng cái con cá, hạn chế mầm bệnh con cá. Nói chung á là không thể nào mình làm triệt để 100% đâu. Nhưng mà mình hãy làm những thứ tốt nhất có thể và cho con cá được cái tinh thần thoải mái. Bằng cái cách là hãy cho nó sống một cái hồ bự bự tí. Tại khi mà nó có sức đề kháng cao á, nhiều khi cái bệnh giống như nấm ít ve vẹt nó có thể tự hết được. Đó, và cái khả năng lây lan của cái bệnh nó cũng sẽ thấp lại luôn. Đó, nó sẽ là giống vậy. Ngày bị veo vẹt nè, tự hết luôn, hết cá. tự hết cá luôn. Sao em không kiếm anh? Sao em không kiếm anh? Trời ơi. Có giải pháp luôn hả? Có thì có quá trời, nói chung là chỉ giải pháp khi mà bắt đầu sổ bệnh rồi với giải pháp kiểm soát thôi. Chứ mà khi mà trong hồ em bắt đầu có mầm bệnh rồi đó là cũng khó xử lý lắm. Tại vì cái đó là cấp độ vi khuẩn, virus mà chứ đâu phải ấy đâu. Không, khá là ít thuốc điều đặc trị mấy chuyện đó. Tại khi mà sử dụng mấy thuốc đặc trị mấy chuyện đó thì san hô không chịu nổi. Những cái thuốc đặc trị thường thường nó mạnh. Dạ, và nó rồi. Sẽ có những cái phản ứng phụ. Đúng rồi. Mà thường ví dụ mà anh em nào chơi tiết kiệm á, để chơi tắm trước khi cá vô, tắm rồi ô, hoặc là nếu mà để vô trùng cái hồ của mình á, thì là nếu mà một cái con cá nào nó đã bị ít veo vẹt ở trong hồ của mình, đúng không, mà nó chết rồi, hoặc là mình đã bắt nó ra rồi, thì hãy khoan thả vô
thả bất kỳ con gì vô ông chồng hết trơn. Tại vì sao? Những cái con ký sinh đó đó nó sẽ có chu kỳ. Chu kỳ nó bám lên người con cá khoảng 7 ngày tới 2 tuần. 2 tuần này đồ này nọ đó, nó bám vô con cá mà nó không tấn, con cá không chết, vật chủ không chết đó, là cái lớp màng nhầy của cái nhớt của con cá nó bảo vệ được con cá. Thì là nó chỉ hút được cái lớp nhớt đó đồ này nọ xong nó sẽ rời bỏ vật chủ nó đi. Nó đi và lúc đó nó không có chết nha. Nó bám vô lây ào, nó bám vô san hô, nó bám lên những con tôm hay là cát, nền cát đồ này nọ, nó sống ở đó, nó đợi. Nó đợi một ngày nào đó là con cá, con vật chủ của nó đi ngang là nó bám vô tiếp. Ồ, nó dạng ký sinh mà đúng không? Nó đúng cứ rồi. Chờ một con vật chủ là nó bám vô. Thì bởi vậy á, để mà hạn chế nó, nhưng mà được cái đặc điểm nha, cái con đó nếu mà không gặp được vật chủ trong vòng 3 tháng tới 6 tháng á, nó thật sự nó sẽ chết. Ồ, nếu vậy giải pháp của mình là quăng cái hồ trống đó. À, nuôi san hô không thôi. Ứng cá được gì hết trơn á. Đó, là tự động tụi nó, mình sẽ vô trùng được cái... em nghĩ là khả năng vô trùng của nó sẽ khá là cao. Cái bài này em đọc được ở trên mạng. Nhưng mà cũng chưa bao giờ thử qua, nhưng mà có khá là nhiều cái bài viết về cái hình thức này. Mà em thực sự em chưa bao giờ thử qua, nhưng mà có khách hàng của em đã thử cái này và cảm thấy hiệu quả. Trong vòng 6 tháng nó cũng cay đắng lắm à. Cay trong vòng 6 tháng rồi nó cay đó. Cay vãi nhái luôn. Chứ không phải cay thường đâu. Giống như ngứa rồi cho tao còn ngứa nhái. Vòng không mà thường thường giống vậy nè. Em biết cái gì không? Thường thường mà lúc mà mình thèm chơi con đó, cái mình không có tiền, đúng không? Tới lúc mà mình có tiền rồi á, mình có tiền mua được con đó rồi đó, hồn mình bị nấm, không mua được. Đó, rồi tới lúc hồn mình hết nấm rồi, con đó mắc lên lại. Cuộc đời nó éo lè vậy. Cây thì, đúng không? Lúc mà nó rẻ thì chơi không được, lúc chơi được á, rồi mắc. Lúc nào nó cũng vậy, à. Phải thử thách mình hay sao? Cứ vậy hoài chắc chở cây cắn cây đắng lắm anh ơi. Còn trong cái hồ san hô này em thả cá trong này thì nó có chức năng gì không em? À, mấy con này anh thấy thả thì bích rồi Nemo trong này nó có chức năng gì không? Thì bích đó thì là ăn rêu. Ăn rêu hạn chế rêu hại. Rồi mấy con xích lai đồ này nọ thì là nó sẽ gặp mấy con ký sinh trùng nó sẽ rỉa. Nhưng mà cái này cũng là chỉ là một biện pháp cầm hơi thôi anh. Ví dụ rêu hại là mình phải kiểm soát được NO3PO4 bằng cái thiết bị của mình, bộ test của mình bằng vi sinh. Đó. Còn sâu hại là mình phải sử dụng bằng những cái biện pháp chủ động. Giống như là mình phải khử trùng san hô, rồi giống như làm giống như em cách ly nó từng ngày, từng khâu giống vậy á. Nó sẽ kiểm soát tốt hơn cái mầm bệnh. Chứ còn khi mà đợi mầm bệnh nó ra là mấy con này cũng thua à. Thì này nhá, thả cho nó sinh động, nó ăn được phần nào hay phần đó. Dạ mà giúp được phần nào hay phần đó thôi. Còn mấy con san hô này em có cho tụi nó ăn thì em nhiễu vô nước lấy đồ ăn bỏ nước. Dạ đúng rồi, em nhiễu vô nước. Cho thẳng vào nước luôn. Và ngày nào cũng cho? Dạ bên em có lịch. Có lịch. Dạ. Bên em có lịch và tùy theo cái số lượng san hô trong hồ, tùy theo cái tình trạng tụi nó lúc đó như thế nào nữa thì mới xác định là cho ăn bao nhiêu và khi nào cho ăn. Chứ không phải ngày nào cũng cho ăn. Cái thức ăn của san hô á nó có khác nhau về loại chứ anh không có nói khác nhau về hãng ha, khác dạ. Nhau về loại á. Dạ. Thì san hô á, thức ăn san hô á nó sẽ có nhiều nguồn gốc. Thực tế san hô là một loài ăn tạp. Anh mà bị băm nhỏ ra nó ăn luôn. Tại vì sao? Nó đâu có mắt mũi miệng gì đâu mà nó lựa chọn. Những cái giống như ở đây nè, em quay focus vô chỗ này nè. Đó. Đây, đó, em thấy focus vô, anh thấy những cái bông hoa đó không? Đúng rồi. Những cái bông hoa, mỗi một bông hoa đó là một con san hô đó. Một con sinh vật đó, một con động vật đó. Mà nguyên cái này là một cái tập thể, quần thể của tụi nó. Thì là anh thấy cái miệng tụi nó rất là nhỏ, nó không hề có mắt mũi miệng, mắt mũi gì hết. Hay tay chân gì hết. Thì là sao? Nó bắt mồi bằng cách thuộc một cách thụ động kiểu giăng bẫy. Đó, những cái xúc tu nó bung ra giống vậy đó, con nào đi ngang chụp hết. Thì bởi vậy là con san hô là một loài ăn tạp. Thì để làm sao để cho mình được có một cái hồ mà đầy cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho san hô, đúng không? Thì là mình phải hiểu được cái vấn đề ở đây là cái gì. Ngoài biển thức ăn đa dạng phong phú, nhiều nguồn gốc khác nhau. Vì vậy là sao? Cái sản phẩm mà tốt cho san hô là nên đa dạng.
giống như là kiểu mình bữa ăn cơm, ăn thịt, ăn cá, thay đổi món rồi. Lâu mình mới đi ăn phở chứ. Đúng rồi, ăn phở. Đừng đưa khúc này lên chỗ vợ em nha, vợ em. Đó thì là nên cho san hô ăn đa dạng các loại thức ăn thì nó sẽ happy hơn. Và cố gắng đừng cho nó ăn kiểu thụ động quá, là kiểu hấp thụ á. Tại vì nếu mà khi mà giống như là hấp thụ là sao? Là cái kiểu mà dạng nước, dạng nước nó tự vô trong người nó luôn, nó không cần phải bắt mồi. Nó không cần bắt mồi mà nó vẫn có ăn. Mà anh biết rồi, cái gì mà không làm mà đòi có ăn là chỉ có ăn đạo thôi. Đúng không? Cái đó không phải không tốt. Nhưng mà vấn đề ở đây là khi mà mình làm giống vậy á, mình cho nó ăn cái những loại hấp thụ á, kiểu dạng thụ động á ha. Dạ, nhưng thì mình nên đổi món cho nó. Để thì sao? Khi mà nó bắt mồi thì nó phải có cơ chế, xung quanh nó không có mồi thì cơ chế sinh tồn của nó sẽ vươn dài cái xúc tu ra hơn. Để cho nó bắt được mồi. Đúng không? Cơ chế sẽ giống vậy để nó bắt được mồi. Còn bây giờ là đồ ăn tận miệng cần gì phải dương. Không cần cố gắng gì hết. Không cần cố gắng vẫn có ăn, đúng không? Thì là khi mà làm giống vậy tụi nó sẽ bị đói. Đúng không? Mình cho không phải đói nữa, mình đừng để cho nó no quá thì xúc tu nó mới dài. Nhìn nó mới sinh động, nhìn nó mới đã. Mà nên là cho nó ăn cái kiểu mà có xác á, có cái á, đó là nó sẽ chụp được. Giống vậy mình sẽ kích thích xúc tu phát triển tốt hơn. Chứ còn chuyện mà chăm vô giống vậy cũng tốt, cũng ok, nhưng mà nó, em nghĩ là nếu mà ăn kiểu bắt mồi nó sẽ good hơn á. Anh nghĩ nó, mình mô phỏng cái môi trường ở thiên nhiên nó sẽ tốt hơn. Dạ đúng rồi. Chứ còn giờ mình đổ tự nó thấm vô thịt nó thì nó tự thấm vô thịt á, nó không có ấy đâu. Đúng rồi. Nó không có phát triển những cái xúc tu ha, để khả năng bắt mồi rồi của nó. Các bạn thấy là đây nè, nếu mà quay vô con này chúng ta thấy là từng cái nút nó giống như là từng con một luôn á, có cái miệng. Đó là nguyên nó tạo được cái khối giống vậy. Tụi này nó tụi cứng này nó phát triển nhanh không ta? Nhanh hay không là tùy thuộc vào môi trường. Nhanh hay không là tùy thuộc vào cái gen nữa, gen cái loại đó. Dạ đúng rồi, mà chủ yếu là vào cái môi trường nữa. Cái môi trường giống như nãy em nói anh đó. Môi trường nó cho dao động từ 6 tới 12 đề cá chẳng hạn. Canxi từ 350 tới 450 chẳng hạn đó. Thì là mình phải biết được là mình đang muốn nó lớn theo kiểu nào, lớn cái xác hay lớn cái màu, hay là cái màu nó chuẩn hay là sao đó. Thì là cái xác của nó đa phần á sẽ được làm bằng, nó được tổng hợp ra từ canxi, nó là được tổng hợp ra từ canxi và carbonate, tạo thành canxi carbonate mới hình thành khung xương của nó. Thì khi mà anh cung cấp một môi trường giàu carbonate và giàu canxi á thì tụi nó sẽ lớn rất là nhanh, đúng chưa? Nó lớn rất là nhanh, nhưng mà nếu mà anh cho ăn không kịp á thì là cái điểm màu nó sẽ bị bể, như nãy em nói. Là san hô lớn nhanh nhưng mà màu không đẹp. Đó, còn mà cho cái nồng độ KH canxi thấp thì lúc đó sẽ tập trung phát triển đến màu. Có nghĩa nó phát triển nó đúng cái lứa tuổi của nó thì nó sẽ phát triển toàn diện hơn. Dạ, đúng rồi. Còn giờ cho nó dài ra thì nó sẽ bị khuyết cái màu sắc. Dạ, đúng rồi. Thứ. Nó thường thường thì những cái con san hô mà nuôi trong hồ KH thấp màu sẽ rất là nét, rất là chuẩn. Còn những cái con mà nuôi trong hồ KH cao thì sai lớn rất là nhanh. Đó, mà thường thường khi mà em làm theo kiểu mà nhân giống là em sẽ làm theo kiểu mà cho chính giữa. Cho chính giữa đó, và sử dụng những loại đèn khác nhau đó. Có thể là mình cho nó phát triển về cái size nó nhanh rồi sau đó mình giảm cái độ KH lại để mình cho nó phát triển cái màu sắc được không? Dạng giống vậy đó. Có nghĩa cũng theo từng cái chu kỳ rồi ha. Đúng rồi. Nhưng mà lúc đó là để làm được cái chuyện đó là mình phải hiểu rõ về nhu cầu dinh dưỡng và nhu cầu ánh sáng của mỗi lúc nó như thế nào. Còn nhiều loại đèn khác lắm, mà ở đây em chỉ mới xài đèn LED thôi. Tại vì có những loại đèn nó sẽ giống như đèn metal nó sẽ kích thích san hô phát triển rất là nhanh. Nhưng mà màu không có nét. Nhưng mà đèn LED sẽ làm được cái chuyện tốt và màu sắc hơn. Đó. Nhưng mà cái đèn metal nó nóng hơn cái đèn LED không? Dạ đúng rồi, nhiệt nóng hơn cao hơn rất là nhiều. Mà khi mà nuôi đèn metal á, anh biết là khi mà ép con san hô lớn nhanh thì nó không phải nó lớn hơi khơi, mà nó phải ăn nó mới lớn. Anh ép nó lớn nhanh thì anh phải cho nó ăn nhiều. Mà cho nó ăn nhiều giống vậy mà bộ lọc của anh nó không đủ xử lý, bùng phát đều tạo, bùng phát cho độc hại.
đó. Mọi một cái yếu tố nó đều là một cái mắt xích cho một cái đúng cái chuỗi vậy, ha, đúng không? Vậy. Thay đổi một cái là chúng ta phải hiểu nó thay đổi cả một cái hệ nó như thế nào. Đúng rồi, đúng à, rồi. Cho nên là chứ không phải đơn giản cái bóc tách ra xử lý chỗ đó không là dạ, không đúng rồi. Đó, mà metal là một cây đàn rất là ngon luôn, cực kỳ ngon. Đàn metal nuôi san hô rất là good nha. Nhưng mà phải nghiên cứu kỹ, nghiên cứu sâu hơn xíu hãy sử dụng. Đó. Tại cái đèn đó là cái đèn không phải ai, không phải dành cho số đông. Nhưng mà cái cây đèn metal đó nó là một cái chuẩn cao hay là nó là một cái sự lựa chọn lựa giữa led với metal? Nó là một cái sự chọn lựa thôi. À, sự chọn lựa thôi. Sự chọn lựa thôi, còn phân khúc là bên nào cũng có từ thấp tới cao hết. Từ thấp tới cao hết. Nó sẽ là mỗi cái đèn nó sẽ ra một cái chất lượng ánh sáng khác nhau và cái nhu cầu sử dụng mỗi cái đèn nó sẽ khác nhau nữa. Đó. Farm thì thường thường sử dụng cái đèn metal. Đó. Farm để ta nhân giống san hô quá ha. Dạ đúng rồi, farm sử dụng metal tại vì lúc đó là người ta chỉ nhu cầu là cho nó nhân giống ra rồi lúc đó người ta chuyển led. Còn ở đây mình sử dụng, ở đây là mình sử dụng kiểu mà mình chơi mình tận hưởng thì led sẽ đưa ra ánh sáng ảo diệu hơn, đẹp hơn. Nó sẽ giống như vậy, màu sắc nó cũng ok hơn. Đó. Ok em, nếu mà bây giờ có một vài lời khuyên cho những anh em mà muốn dấn thân vô cá biển này, dấn thân vô san hô này, thì em cho khán giả và anh em biết là những lời khuyên của em muốn nói là thế nào, nói cái nào mà nó chân thật nhất á, mà nhiều khi người ta nghe xong ta đi về luôn á. Đừng chơi, đừng có chơi. Dạ thôi. Đó, thì muốn nhắn nhủ mọi người giống vậy. Trước khi mọi người môn này là nếu mà bạn lỡ đam mê hay là u mê với cái vẻ đẹp của cái hồ san hô ha, thì chúc mừng bạn. Bạn vừa mới chọn một cái game khó nhất hành tinh server Việt Nam. Đó, thì là cố gắng tìm hiểu trước, kỹ càng trước về bộ môn này rồi hãy bắt đầu nha. Đó, thì là cái môn này nó cuốn lắm, yên tâm cuốn lắm. Một khi bạn đam mê chinh phục đi, bảo đảm luôn, các bạn không có thất vọng về môn này đâu. Vì cái sự thật trầm trụi đó là gì? Khó phải rồi. Ok các bạn, có một cái sự thật trần trụi mà Tài có chia sẻ với mình á, đây là một môn khó, rất khó, rất dễ nản, rất khó chinh phục. Và nói chung là có tốn kém á, có tốn kém, có hao hụt á. Thì nhưng mà một khi đã chinh phục nó thì cái sự sung sướng, cái cảm giác đó nó khó tả lắm. Đúng rồi, nó cực kỳ khó tả luôn, cực kỳ sướng rồi. Tại vì các bạn biết là so với cái dòng sinh vật cảnh, các bộ môn chơi khác thì bộ môn cá biển nó rất là khó ha. Chúng ta mô phỏng một cái đại dương đem về trong cái hồ đây, có rất là nhiều yếu tố về mặt hóa học, về mặt ánh sáng, nói chung là môi trường, vi sinh, tè le học me hết trơn, rất là nhiều thứ mà chúng ta cần phải control. Thì có như vậy những con cá, những con san hô nó mới sống trong đó được. Thì các bạn phải sẵn sàng mở tấm lòng ra để học hỏi ha, phải sửa cái tính của mình. Nếu mà tính ai mà ẩu ẩu cẩu thả thì cũng phải sửa, tại không sửa là trả giá nặng lắm, trả giá rất là nặng. Thì đây là một cái game rất là khó nhưng mà rất là thú vị. Chứ còn nếu mà nó khó mà nó không có thú vị chắc cũng chẳng ai thèm giờ tới nó. Đúng rồi, nó rất là khó chinh phục nhưng mà nó lại rất là nhiều cảm xúc. Dù các bạn nhìn vô cái hồ mà có san hô và cá nó cùng hòa quyện, với lại cái chất lượng nước nó sạch sẽ, nó đẹp đẽ, đèn đánh như thế này nổi bật lên từng cái màu sắc. Nó giống như nó có cái độ dạ quang ha, cái đèn đánh vô thì cái con san hô mình nó như dạ quang lên vậy. Mà rất là đẹp luôn, để vô nhà mình rất là sang trọng, rất là sang trọng luôn. Con nít là có cái hồ này xong là bỏ cái điện thoại luôn á. Không có thể bỏ điện thoại luôn, đẳng cấp nữa. Thật sự nói lên cái đẳng cấp thật sự của gia chủ luôn á. Đúng rồi, anh nghĩ là nó, nhưng mà các bạn biết không, nếu mà kiểm soát được nó, các bạn phải hiểu biết rất là nhiều cái yếu tố. Giống như nãy Tài có nói, hóa học, khoa học, sinh học và đủ thứ vấn đề luôn. Toán lý hóa sinh. Toán lý hóa sinh luôn. Thì nếu mà các bạn đã đam mê cái bộ môn này rồi thì lời khuyên là chúng ta phải mở cái tấm lòng ra để mà học hỏi, để tiếp nhận thông tin và phải nghiền ngẫm đó, nghiền ngẫm đi nghiền ngẫm lại. Anh nghĩ em, nếu mà em đọc lướt qua một lần chắc em chẳng hiểu nhớ gì đâu. Phải thôi, nghiền ngẫm, phải trả giá, phải rút ra những cái gì đó riêng cho mình. Đúng rồi, đúng không? Dạ đúng rồi. Thì thời gian đầu khi mà em tiếp cận á, em đọc những cái tài liệu á, thì lúc đó nó có cái khó khăn gì không, và em có cái tip nào cho mọi người để mà vượt qua những cái điều đó? Cái khó lớn nhất á là cái gì,
Bây giờ nó vừa là cái dễ dàng mà vừa là cái dao hai lưỡi luôn á, vừa là cái khó nhất luôn. Bây giờ mọi người có thể tìm hiểu về thông tin để nuôi những cái con này tràn lan trên mạng luôn. Nhưng mà cái tác hại của nó cũng là giống vậy luôn. Không biết cái nào đúng hết. Đó là cái hai mặt của mạng xã hội các bạn. Ngày xưa mình á, ngày xưa á, ngày khi mà mạng xã hội nó chưa phát triển thì thông tin nó rất là quý. Ai mà có được một cái nguồn thông tin gì đó thì đó là một cái lợi thế, gia tài luôn á, chứ không phải là lợi thế không. Lợi thế là đương nhiên, nhưng mà nếu mà tận dụng được thì đó là cả một gia tài luôn. Nhưng mà với thời buổi hiện nay á, khi mà thông tin nó bị loạn hết luôn á, thì cái kỹ năng chọn lọc thông tin lại là một cái điều rất là quan trọng. Dạ đúng rồi. Chứ thông tin bây giờ nó loạn xà ngầu hết luôn. Dạ đúng rồi. Đó thì cái khó là cái đó. Rồi mà vậy làm sao để mọi người biết xác định được là cái thông tin nào đúng? Thì giờ trước mắt là than nào được lặp lại nhiều nhất theo nó đi. Đúng không? Theo số đông đi. Tại vì sao mà nhớ lựa chọn những cái kênh nào nó uy tín, cảm thấy là cái kênh này đủ trình độ thì bắt đầu tham khảo họ thử. Và so sánh đối chiếu những thông tin với nhau với những cái nguồn khác nữa thì là hãy tìm ra được những cái điểm chung của tụi nó. Hoặc là có thể tới đây luôn. Gặp Tài đó, thì là nếu mà các bạn làm theo cái bài của Tài, y chang cách của Tài làm, thì là mấy bạn sẽ đạt ra một kết quả tương tự Tài, là chuyện không có gì để khó. Không có gì khó hết trơn á. Đó thì cái tip mà rút ra là các bạn có thể tìm được những cái người dẫn dắt nó uy tín ha, chất lượng để dẫn dắt chúng ta đi vô. Thì trên quá trình mà chúng ta vừa chơi vừa trải nghiệm vừa học hỏi á, thì chúng ta nên ngoài cái chuyện mà làm theo những cái hướng dẫn của những người dẫn đường á, thì chúng ta cũng nên quan sát. Đúng rồi. Quan sát và rút ra những cái sự quan sát của mình đó, để chắt lọc lại và thu thập nó thành cái kiến thức của mình. Cũng có nhiều bạn á thì là chỉ là gọi là làm theo, cứ làm theo làm theo, thì cuối cùng là không biết mình đang làm cái gì hết. Không hiểu tại sao mình lại hành động như vậy, không biết gì hết. Ảnh kêu nhỏ ba giọt thì biết nhỏ ba giọt, ảnh kêu sao làm vậy thôi. Thì cái lời khuyên của mình trong tất cả các bộ môn luôn các bạn, thì chúng ta được người dẫn dắt là một cái điều rất là quý ha. Người ta dẫn dắt mình vô để mình tránh những cái sai lầm gọi là cơ bản đó. Thì sau đó quá trình chúng ta nuôi chơi, chúng ta phải quan sát, rồi chúng ta phải ghi chép, kiểm nghiệm tất cả mọi thứ. Thì từ từ những cái kinh nghiệm quý báu đó, những cái bài học đó, nó sẽ là của mình đó. Mình sẽ ứng dụng được cho tất cả những cái case khác, những cái trường hợp khác đó. Chứ còn chúng ta chỉ đơn giản là học vẹt thôi thì nó không có giá trị gì hết à, nó sẽ không có thể phát huy được nữa. Thì hôm nay lại nói rất là vui nữa. Ok em, cảm ơn em rất là nhiều. Đây là một một ông chủ shop phải nói là rất là nhiệt tình, rất là gọi là chi tiết luôn. Và các bạn nói là một người có cá tính ha. Anh nói vậy không biết có phiền lòng không, là em là một người có cá tính và em muốn mọi thứ nó chỉnh chu theo ý mình. Chứ em cũng không có xề xòa quá để mà coi như là phục vụ tất cả khách hàng. Khi có thể là nếu mà khách hàng đã chưa có sự chuẩn bị kỹ lưỡng thì em sẽ có cái lời khuyên để cho khách có cái sự chuẩn bị tốt hơn. Rồi hãy tới đây mua san hô hoặc là mua cá gì đó. Đúng không? Chứ không phải là ok anh đưa tiền thì tôi bán cho anh là sao cũng được, đúng không? Dạ đúng rồi. Thì mình rất là hoan nghênh một cái cách kinh doanh như vậy các bạn. Tại vì nãy hai anh em ngồi cà phê trò chuyện á, thì ngoài cái chuyện kinh doanh để đem lại lợi nhuận để cho cái cuộc sống của mình á, thì cái mục tiêu lớn là muốn nâng cao cái kiến thức của cái người chơi. Đúng, chính xác. Tại vì cái kiến thức của người chơi mà nâng cao được á, người ta sẽ hiểu cái tôn trọng cái giá trị và những cái công sức của cái người bán người ta làm ra đó, mới đánh giá đúng được tình hình. Ok các bạn, rất là vui khi mà hôm nay anh em mình có những cái buổi trò chuyện giao lưu như vậy luôn. Thì hy vọng sắp tới là cái công việc của em nó ngày càng tốt đẹp hơn. Sẽ đem được nhiều về san hô và cá, nhớ là hú anh qua review tiếp. Ok. Rồi ok các bạn, chúc các bạn xem clip vui vẻ ha. Và thật là nhiều sức khỏe. Hai anh em bye bye. Bye bye.